Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Chúng ta sẽ thi đấu đó là 3 trận và theo cái thể thức đó là thể thức solo, mỗi bạn giành top 1 trong mỗi trận đấu sẽ nhận được thẻ cào Garena 100k nha các bạn ơi. Ok ok, và có cả giải thưởng cho khán giả đang xem livestream nữa, thì cũng là một thẻ cào Garena 100k dành cho một bạn may mắn nhất nha các bạn ơi. Các bạn chat theo cú pháp đó là sĩ kẹo 99 với lần không dấu để tham gia quay thưởng nha anh em. Mỗi bạn chỉ cần một comment là đủ rồi anh em ơi, anh em không cần comment nhiều đâu. Được chưa anh em? Đó, top 1 của một trận đấu sẽ nhận được thẻ cào Garena 100k nhé. Ok ok. Thế tất nhiên là mình sẽ xem và nạp thẳng vào ID game của các bạn. Kết thúc trận đấu thì nó sẽ hiển thị ID game luôn. Nên là kẹo sẽ nạp thẳng luôn nha các bạn ơi. Để đấy, được chưa anh em ơi. Và chúng ta hãy cùng xem nào, hiện tại đó là 50 người chơi rồi. Ngát Vũ ơi, em bắt đầu đi em ơi. Ok. Hello mọi người đây. Rồi nha. Và anh em có thể thấy được rằng là trận đấu của chúng ta đây là một cái sảnh chờ các bạn ơi. Hiện tại đang có là 42 người chơi đã vào trận đấu rồi, có một số bạn máy có vẻ là hơi yếu nên là vào hơi chậm anh em ơi. Và đây chúng ta sẽ cùng theo dõi đây. Muốn vào thì phải làm sao hả anh ơi? Thì em chỉ cần là nhập pass để vào phòng thì em, chứ còn sao nữa hả em? Ok ok, ở đây đó là vị trí số 25 và đây sẽ là vị trí số 21. Đầu trận thì các bạn ấy nói chung là đây sẽ là cái phòng chờ này, là anh em thoải mái có những cái động tác chạy nhảy khởi động đấy. Để đến với cái giải ao vườn do sĩ kẹo cát, lâu lắm thì tôi chả cát một cái giải đấu như này. Một cái giải đấu mà tổng giá thưởng, à quên, tổng giải thưởng thì nó chỉ lên đến nó là bao nhiêu đây anh em ơi, 300k. chết dở. Giải nếu mà tính cả giải thưởng cho người tạo phòng với lại cho những các bạn khán giả đang xem nữa thì giải thưởng đó là cút tầm 500k anh em ơi. Được chưa anh em? Rồi ok. Đã đến lúc chúng ta sẽ bắt đầu đến với trận đấu này rồi nha anh em. Ok, bản đồ vô cùng là quen thuộc, đó là bản đồ đảo quân sự. Và chúng ta hãy cùng theo dõi và điểm qua một số những cái gương mặt tiêu biểu của cái ván đấu này. Cùng quan sát những cái vị trí. Đầu tiên thì các bạn này đang ở trên máy bay nên là ok ok, đã được quyền nhảy dù. Và các bạn đang quan sát dưới góc nhìn của bạn số 24. Chúng ta sẽ đổi góc quay sang một số những cái thiên lý khác, ví dụ như là gao ác quỷ này. Ngoài ra thì đây sẽ là vị trí của LA Vinh 62, sát thủ Huân Nhi này. Các bạn có thể để cho mình biết là các bạn đang ở vị trí số bao nhiêu được không ạ? Bao nhiêu bạn ơi? Úi dồi ôi, hai đứa chúng nó lại tắt mic thì phải anh em ơi. Và đây sẽ là vị trí của bạn số 19 Phi Buồn với cap AG ngáo này. Vậy thì mình sẽ tự tìm vậy anh em ơi. Sát thủ với lại Huân Nhi thì nó lại đang ở vé quan sát cơ các bạn ơi. Trong trận thì các bạn ấy lại không ở trong trận. Tôi quên anh em ạ, lúc nãy add hai đứa nó vào cái vé quan sát mà anh em. Đây sẽ là bạn số 41 với cái bộ trang phục đạo trích vàng thì không thể lạ lẫm vào đâu được. Chúng ta sẽ đổi vị trí sang vị trí của bạn số 44 này. Đấy. Ui, không hiểu sao thì vị trí 46 đã phải rời khỏi trận đấu. Có lẽ là cái này là bạn ấy thoát trận anh em ơi. Ok ok. Như vậy là chỉ có đó là 40 người chơi nữa, 39 người chơi nữa này. Chúng ta hãy cùng theo dõi này. Ui, một số những các bạn đã phải hy sinh vô cùng là sớm, đó là vị trí số 18 này. Đổi qua vị trí số 13 này, đó là Thảo 81215. Bạn ấy đang chơi nhân vật đó là nhân vật Kelly nha em ơi, và có add thêm tính năng thay đạn nhanh. À đâu? Đây là cái nút gọi là anh em có thể là mang nhiều đạn xuống trường hơn, tính năng của Paloma nha các bạn. Rất là chia buồn với thiên niên số 8 và số 9 cũng đã phải rời khỏi trận đấu. Trong khi đó thì TNL Rock đã có được một mạng đầu tiên. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy được rằng là sói xám lại có 2 kill ở trong cái ván đấu này. Ok, đổi vị trí qua AFK Thành đang có một cái bụi cây nha em ơi. Các bạn có thể là gọi bạn ấy là một cái bụi cây di động cũng được. Ok, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp nào. TNL Rock đã có được mạng thứ hai và đổi qua vị trí của SCVG Phú một kill đầu tiên. Đây sẽ là vị trí của gì đây anh em ơi, thanh niên số 17 với cái đầu chú hề anh em ơi. Vô cùng là ngầu. Thật sự là cái trận đấu này tôi cảm giác nó vô cùng là gắt gao. Khi mà mới vào đầu trận thôi thì chỉ còn lại có 32 người chơi nữa. Cùng đổi qua những cái vị trí khác nào nha em ơi. Vị trí của Gao Ác Quỷ đã có được một kill và đây là vị trí số 28 với quyết định thủ nhà tại một căn nhà trên khu vực đó là gần kho quân sự. Bên này sẽ là vị trí của DS Dũng lại thủ nhà ở cổng trời các bạn ơi. Hình như thì đầu bo sau khi mà các bạn ấy đã kiếm được những cái trang bị đầu tiên thì thủ nhà nó chính là một cái sự lựa chọn đúng đắn.
Ok, đây là vị trí số 36. Ngọc. Ui, đây là Ngô Công anh em ạ. Xin lỗi, xin lỗi. Đây tôi lại đọc nó suýt thành tên gái xin em ơi. Ngô Công 322M. Đấy, ok. Xoay đến cam của chú rồi em ơi. Ở đây là vị trí của bạn số 37. Các bạn này là nhàn quá cơ, nhưng mà tôi là có thể nhìn thấy được rằng nó là Sky VVDZ anh em ạ. Team FNF Pro đã bị die. Đó là thanh niên số 38, 39, 41 này. Và từ vị trí 44 đến 46, ngoài ra thì 48 cũng đã phải rời khỏi trận đấu. Ui, phải gọi là các bạn ấy bắn nhau vô cùng là căng. Chúng ta sẽ cùng đổi góc quay liên tục để xem những cái pha giao tranh này anh em ơi. Từ nãy giật kẹo đã bỏ lỡ vô cùng là nhiều pha giao tranh. Ok. Đổi qua vị trí của đây, đó chính là TD Việt Hút thì đã có được một mạng đầu tiên. OMPK4N cũng như vậy. Ok. Đây là vị trí của Tiên Sinh Trai anh em ơi. Đây thanh niên số 17 này đang canh một thanh niên nào đó các bạn ơi, đang ở ngay phía trước mà thôi anh em ơi. Đây. Ok. Chúng ta hãy cùng theo dõi anh em ơi, xem là ai sẽ là người sống sót và ai sẽ là phần người phải ra đi ở trong cái ván đấu này. Ok, như vậy là xin chúc mừng đến với bạn số 17. Đổi qua vị trí số 16. Ok, bạn này đang dùng một cái combo súng đó là AK cộng với MP40. Một combo mình cảm giác nó là khá là ok đấy. Ngoại trừ là khẩu súng AK là một khẩu súng mà kẹo không có thích, đơn giản là bởi vì là AK bắn nó giật quá anh em ơi. Chúng ta hãy cùng theo dõi vị trí số 13, đó là Thảo 8125. Ui, một pha giao tranh đang diễn ra và chúng ta hãy cùng theo dõi nào, Thảo đã phải rời khỏi trận đấu. Và các bạn đang nhìn dưới góc nhìn của TNL Rock anh em ơi. Thì bạn này chúng ta sẽ cùng soi nào anh em ơi. TNL Rock thì đã có cho mình được mạng thứ ba. Và hiện tại thì có lẽ là TNL Rock đang có cái số kill nhiều nhất trong cái trận đấu này. Chúng ta hãy cùng đổi góc máy để xem vị trí của bạn Khoa 1579. Và đây sẽ là vị trí của STN Heo Lửa. Ok. Các bạn hãy cùng theo dõi, đây là vị trí của LA Vinh 62 này. Và nói chung là khi mà bo chưa thu lại, nhưng mà không hiểu sao trong cái vận đấu này chỉ còn lại có 23 người chơi nữa. Là anh em có thể thấy là nhịp điệu của trận đấu này nó vô cùng là nhanh. Ok, vị trí của gao ác quỷ OMPK4N. Và chúng ta hãy cùng theo dõi vị trí của quý pro 24115Q. Hiện tại thì bạn này đang đội một cái đầu thỏ, nó lại vô cùng là dễ thương. Đây, ngoài ra thì bạn này đang chơi nhân vật Maxim và có add thêm tính năng Kelly nữa. Đổi qua vị trí số 17 thì bạn này đang dùng cái nhân vật gì đây anh em ơi? Đây là nhân vật Clav có add thêm tính năng hầu như là, đây nó là cái tính năng bơm máu nhanh hay là tính năng gì vậy anh em ơi? Kẹo nhìn lại cảm giác nó hơi bị lạ anh em ơi. Đây là cứu thương nhanh cho đội phải không anh em ơi? Chúng ta sẽ đổi qua vị trí của SCVG Phú đã có được mạng thứ hai, và đây là SML X-Men. Từ nãy đến giờ thì kẹo mới quay sang góc máy của bạn này và ui, hình như là đã phát hiện ra mục tiêu ở ngay phía trước. Ui dồi ôi, đang có những cái pha sấy bằng khẩu súng Ska. Và rất là chia buồn thì SML X-Men đã bị sấp mặt lờ anh em ạ. Đấy, sấp mặt như cái tên của bạn ấy vậy. Vị trí của 20 đó là vị trí của VKG ngáo. Và các bạn hãy cùng theo dõi, chúng ta hãy cùng theo dõi và đổi qua những cái góc quay khác nào anh em ơi. Ui, dính một quả mìn. Và thanh niên này đang chạy lên này. Ui dồi ôi, và ăn ngay một quả shotgun. Thật sự là chia buồn, bạn này đã phải rời khỏi trận đấu. Trong khi đó thì Khoa 1579 đang thủ tròi. Đấy đấy anh em ơi. Đơn giản là các bạn ấy đặt những cái tên khó xử qua anh em ơi. Làm tôi kiểu cảm giác là nhìn nhanh qua bình luận mà anh em. Thì đây là vị trí của Fear Joshua. Đây bạn này đã đâu đây anh em ơi, đã có được hai mạng rồi anh em ơi. Ngoài ra thì có những cái skin súng vô cùng là phổ biến, đó là Scar. Đây nó là Scar game thủ. Và cái UMP này là cái UMP khuyến mãi anh em ơi. Chúng ta hãy cùng theo dõi nào. Đổi qua những cái góc quay khác. Đó, đây là vị trí của STN Heo Lửa đang ngồi và đang thủ tại cái căn nhà trường học ở cổng trời anh em ơi. Đây là vị trí của Ngát Vũ, người đã tạo phòng cho chúng ta chơi. Ok. AFK thành VD. Úi dồi ôi, AFK thành VD đang làm gì vậy? Đang ngồi ở thành cầu để cam cầu thì phải nha em ơi. Đổi qua vị trí của Mạnh HSHD. Đó cũng là những cái tình huống thủ tròi các bạn ơi. Hầu như là bây giờ là các bạn ấy thủ tròi là chủ yếu. Hai cờ đây thì đang có mặt ở nghĩa địa. Và bạn ấy thì đang cố gắng là chạy vào bo của chúng ta cái đã. Lần này thì bo này còn to lắm anh em ơi. Đó, và thu tại cái khu ở phía dưới bản đồ của chúng ta. Ok anh em ơi.
Kẹo sẽ đổi qua những cái góc máy khác. Đây là vị trí của Ngọc Hân Vận và bạn ấy đang chạy bằng chiếc xe Mazda chắc đang bị sấy SML luôn anh em ơi. Ui, đang chạy và xe vẫn đang tiếp tục bị sấy anh em ạ. Ở phía này thì có lẽ như là tình huống này Ngọc Hân Vận đã an toàn và vừa chạy trên con xe Mazda chắc vô cùng là chắc chắn của mình và vừa bơm máu luôn nha anh em ơi. Đúng rồi anh em, còn hai trận nữa nha. Đây sẽ là vị trí số 3 Mạnh HH. Ui, đây là Mạnh HSHD anh em ơi, các bạn đặt tên mà mình khó đọc quá cơ. Chúng ta hãy cùng theo dõi trọng lắc 19 này đang sấy rồi anh em ơi, với cái bộ trang phục đó là thỏa bông này. Thì liệu rằng cho cái pha này trọng lắc 19 sẽ có cho mình được mạng tiếp theo hay không nhỉ? Ôi anh em ơi, kia rồi, đây là những cái tình huống gọi là canh nhau từ căn nhà này, từ cái nóc căn nhà này sang cái nóc căn nhà khác luôn nha anh em ơi. Ui ui. Và liệu rằng thì với cái bộ trang phục thỏa bông mới này trông có vẻ là xịn xò hơn thì có thắng nổi bạn kia không anh em ơi? Nào các bạn hãy cùng theo dõi nào. Ui, lặng lẽ ngồi xuống, có lẽ như là đây sẽ là một cái pha tập kích đến từ vị trí của trọng lắc 19 anh em ơi. Và bạn ấy đang chạy qua rồi. Liệu rằng có chạy qua không nhỉ? Đây. Ui, có lẽ như là trọng lắc 19 đang chạy như kiểu là chạy trốn anh em ơi. Đây không phải là một cái tình huống chạy qua. Và có lẽ là trọng lắc 19 đã cảm giác là có cái sự bất lợi nên bạn ấy đã không quyết định là ngồi trên kia và canh nữa. Đây là vị trí của SCVG Phú đã có cho mình được 3 kill. Và ok, anh ta đang tiến đến chiếc xe Monster Truck ở đây. Đó, chuẩn bị là lấy xe để chạy thôi anh em ơi. Đổi qua vị trí của Quý Pro 24115Q thì đang quyết định đó là chạy lại gần bo hơn nữa. Lần này thì vòng bo tiếp theo của chúng ta sẽ thu tại Tháp Đồng Hồ, xưởng cơ khí và một xíu khu vực của làng Rim Nam nữa. Đổi vị trí sang góc quay của VKBG Nga. Ui, thật sự là chưa buồn vì là bạn Ngọc Hân Vận đã phải rời khỏi trận đấu nha. Ok. Đây là vị trí của TD Việt Hút và đang có cho mình đó là chiếc xe Lamborghini chạy với tốc độ phải gọi là tốc độ ánh sáng thôi anh em ơi, thật sự là kẹo chấm gió thôi. Còn này chạy mắc thì chỉ được tốc độ đó là 170 km. Ui, đã phát hiện ra mục tiêu phải không ạ? Ui, không phải, chỉ là một tình huống là chạy lên thôi anh em ơi, chạy lên để rình dập mục tiêu mà thôi, chứ còn là thật sự là phía trên là cũng không có ai đâu. Đây, và các bạn đang quan sát từ các vị trí của Gao Ác Quỷ, vị trí của LA Vinh 62 và vị trí của Ngọc Ông 3222M anh em ạ. Ui, đọc những cái tên mà tôi cảm giác là thật sự là mỏi miệng quá cơ anh em ơi. Vị trí của Sky U VVDZ anh em ơi, và đây là vị trí của UNG BUGG anh em ạ, toàn cái tên kiểu GG. Vị trí của Fia Yasuo và đây là vị trí của Khoa 1579. Đó. Ui, hầu như là ai thì cũng đang có cho mình được những cái vị trí. Và đây là vị trí của STN Heo Lửa. Vị trí của Ngắt Vũ này đang khá là an toàn. AFK thành VD. Ui, Quý Pro đã bị hạ gục rồi anh em ơi. Và các bạn hãy cùng theo dõi nào. Anh em ơi, vùng Danger thì lại đang đứng giữa xưởng cơ khí vệ khu dân cư. Chúng ta hãy đổi góc máy liên tục để anh em có thể là xem được những cái tình huống hay nhất nào. Đây ok. Các bạn đang quan sát từ góc nhìn của SCVG Phú này. Đây sẽ là VKBG Ngào đang chạy lên phía trên của thung lũng và Việt Hút thì vẫn đang là những cái tình huống thủ tròi nha, mã thủ tròi tại một cái vị trí này, có lẽ là một vị trí vô cùng là an toàn kia rồi. Đã phát hiện ra được mục tiêu và ui, Việt Hút đang sấy nha em ơi, tới đây Việt Hút đang sấy này. Ui, kẻ địch đang liên tiếp dựng những cái quả tường băng vô cùng nhanh và bạn ấy đang chạy xuống anh em ơi. Liệu rằng thì trong cái pha giao tranh này TD Việt Hưu sẽ Việt Hưu anh em ơi sẽ có mạng hay không nhỉ? Ui giời ơi, như vậy là ăn trọn khẩu súng MP vào đầu. Ui giời ơi, đang bị sấy từ ngay phía sau. Đây là một cái pha gọi là chưa kịp xử lý của Việt Hưu dẫn đến cái việc là mất 40 máu. Chúng ta sẽ đổi vị trí đó là Gao Ác Quỷ. Ồ, có lẽ như là Gao Ác Quỷ đang canh Việt Hưu thì phải anh em ơi. Ngồi tại câu này thì Gao Ác Quỷ sẽ có một cái lợi thế tốt hơn để canh được thanh niên Việt Hưu. Ui giời ơi, đang sấy. Và các bạn thấy được khẩu SCAR huyền thoại chưa ạ? Ui, nhưng vẫn chưa có mạng, nhưng xe đã bị nổ rồi anh em ơi. Đây, ui dồi ôi. Ok, anh em thấy căng thật chưa ạ? Và cái việc lựa chọn căn nhà này để thủ nhà thì đây sẽ là... Anh em cảm giác là cái bạn Gao Ác Quỷ cũng khá là thông minh. Vị trí của VKAG Ngáo này đang cố gắng để tiến lại gần bo hơn nữa. Và chúng ta hãy đổi góc quay sang vị trí của TD Việt Hui này. Vẫn đang ngồi canh đêm mà thôi các bạn ơi. Đây. Trọng lắc 19 thì vẫn đang thủ nhà anh em ơi, hầu như là đến cái giai đoạn này thì các bạn ấy thủ nhà là chủ yếu này. Trong khi đó thì SCVG Phú đang ở ngay phía trên và hầu như là khá là gần với TD Việt Hui anh em ơi. Ui, có lẽ là SCVG Phú đã phát hiện ra được vị trí của Việt Hui và chỉ đang chờ đợi cơ hội để bắn headshot mà thôi anh em ơi. Ui, chưa buồn, với bạn Ngọc Ông đã phải ra đi. Và đây, với cái bạn Ngáo này, đang cố gắng để chạy vào vùng an toàn gần hơn nữa. TD Việt Hui đang thủ tròn với quả cái ba lô này thì ba lô hơi xì đa xíu. Đơn giản là cái này là ba lô 2 thì phải anh em ạ.
Gao ác quỷ vẫn đang canh Việt Huy thì phải nha em ơi. Bạn ấy thì lại đang canh xuống phía dưới cơ. Có lẽ là đang định bỏ qua cho Việt Huy chẳng hạn. Bởi vì là canh Việt Huy khó quá. LA Vinh 62i thì đang ở trong vòng an toàn rồi nha em ơi. Lần này thì có lẽ là vòng an toàn là sẽ thu lại tại một cái khu vực gần biển nữa. Đó và tương đối là gần so với khu vực là xưởng cơ khí nha các bạn ơi. Gao ác quỷ đây rồi, ui câu những cái quả phóng lựu liên tiếp hầu như là câu M79 cho vui thôi nha em ạ. Ui người giàu làm gì, người giàu lượm đạn M79 và câu đạn M79 cho vui thôi nha em ơi, chứ còn là người ta đâu có dùng đâu. Bọn ấy thì lại đổi qua khẩu súng đó là MP40 và combo bạn ấy đang dùng là Scar cộng với MP40, khẩu này là khẩu súng có skin mới thì phải nha em ạ, skin trứng phục sinh thì phải các bạn ơi, là skin súng thỏ nhỉ, tôi không nhớ tên nữa, sorry anh em. Và đây là vị trí của anh em ơi, Sky VVDZ này, ui còn lại có 10 người chơi nữa, chỉ còn lại 10 người chơi nữa và UV đang quét qua cái khu vực cuối cùng của chúng ta kia rồi, đã thấy được mục tiêu và liệu rằng thì UNG BUGG có mạng không nhỉ. Ui cái địch đang liên tiếp dựng những quả tử mang lên và đến cái pha này thì ui vẫn chưa có mạng, vẫn chưa có mạng anh em ơi, đang quyết định sẽ tử mang, liệu rằng có phải là một quyết định sai lầm hay không nhỉ. Ui tử mang đã nổ rồi anh em ơi, không như là bạn kia chưa có một cái tình huống bắn trả nào anh em ơi. Chưa bắn trả. Wow. Đây. Và thanh niên này thì đang cố gắng là chạy lại gần hơn nữa anh em ơi. Vị trí số 40. Ui đang bị sấy rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, như vậy là hổ báo cáo trồn, chưa chắc đã ăn ai. Và rất là chúc mừng với Ngát Vũ còn lại 5 máu nhưng vẫn đang sống sót ở trong cái tình huống này. Đấy anh em ơi, kinh nghiệm là chơi game là không nên quá hổ báo kiểu gì cũng sẽ bị đai thôi mà. Đây là vị trí của SCVG Phú, chúng ta hãy cùng theo dõi. Ui Gao ác quỷ đã hạ gục được thêm một mạng này và nâng cái điểm hạ gục của mình lên thành 6 kill. Chúng ta hãy cùng theo dõi, đây là vị trí của Lavin 62. Ui một vị trí vô cùng là khôn ngoan, khi mà các bạn ấy ở trên cao thì công nhận là quan sát xung quanh sẽ tốt hơn rất nhiều và tăng cái khả năng ăn mạng. Trong khi đó Sky VUDZ hình như là đang lọt vào tầm ngắm của cái bạn nào đó, thì tôi vừa quay góc quẹt không nhớ đấy anh em ơi. Vị trí của LA Vinh 62. Ui ui, LA Vinh đã phát hiện ra là có xe ở ngay phía dưới và thanh niên số 31 này đang đứng ở cầu thang để canh anh em ạ. Trong khi đó thì Sky VVDZ thì đang ở căn nhà bên cạnh luôn. Wow. Phía Gia Sua đang chạy lại để gần bo hơn nữa. Và vị trí của Khoa 1579 vẫn đang ở trên sườn cơ khí, một khu vực phải gọi là tương đối là an toàn tại thời điểm hiện tại. Đây là vị trí của SCVG Phú đang quần máu anh em ơi. Đổi qua vị trí của LA Vinh 62 đang canh nhà này. Vị trí của Sky VVDZ cũng như vậy luôn, khi mà đang ở căn nhà cạnh 62. À đâu, LA Vinh thì phải anh em ơi. Ok. Ui, như vậy là chỉ còn lại có 5 người trên nữa các bạn ơi, 5 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Phía Gia Sua đang chuẩn bị là tiến lại gần bo hơn nữa. Ui Khoa 1579 cũng như vậy. Và tôi nghĩ là ui SCVG Phú đang chạy xe. Ui dồi ôi, như vậy là SCVG Phú sẽ sấp mặt trong tình huống này phải không anh em ơi. Ui phần này sấp mặt rồi anh em ạ. Ui máu đang cắt máu rất là đau và đã bị hạ ở ngoài bo. Đây người có lợi trong tình huống này đó là LA Vinh nào. Xây đi bạn ơi. Ui thanh niên nào đang chạy kia vậy hả. Ui LA Vinh vô cùng là có lợi trong cái ván đấu này. Và anh ấy đang có trên tay đó là khẩu súng Uzi. Ui đã có được một mạng đầu tiên. Ui đấy anh em ơi, kẻ giết nhiều mạng chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ ăn ít mạng nhưng là người sống sót cuối cùng mới là kẻ chiến thắng trong tựa game Free Fire này. Đây là vị trí của Sky VVDZ này. Còn lại có 3 người chơi. Phía Gia Sua là người bất lợi nhất ở trong cái tình huống này, khi mà LA Vinh 62 đang thủ nhà cũng như là Sky VVDZ cũng đang thủ nhà. Phía Gia Sua, nhưng mà chưa chắc anh em ơi, bởi vì là Phía Gia Sua lại gần bo hơn. Trong khi đó thì bạn LA Vinh 62 đang chạy lại gần bo hơn nữa. VVDZ thì chưa chạy anh em ơi, VVDZ đang ở trong bo. Ok, chỉ còn lại có 3 người chơi. Mỗi người thì đều kêu được một mạng. Riêng bạn Sky VVDZ thì chưa có mạng nào. Đây là best thủ nhà của năm đây rồi anh em ơi. Phía Gia Sua đang đứng ở ngay gốc dừa, không biết là đang làm gì ở gốc dừa nữa anh em. Vị trí của LA Vinh này, ui câu một quả lựu lên. Ui dồi ôi, VVDZ liệu có đai không nhỉ. Chưa đai. Và dùng tấm măng để cản phá vô cùng là hay. Ok, vị trí của Phía Gia Sua vẫn đang đứng yên tại chỗ này. Trong khi đó thì LA Vinh 62 đã phát hiện ra là phía trên có kẻ địch, nên là bạn ấy vẫn chưa quyết định là công lên. Ôi, hình như là kẻ địch đã nhảy xuống anh em ơi, chưa nhảy xuống. Và VVDZ vẫn đang ở trên tầng 2 nhé, với 23 mắt xem.
cho cái đó thì Fear Zasuo mới chỉ có 2 mắt xem và LAV 62 cũng rất là ít mắt xem. Ui, tại sao mà người không cứu mạng nào lại có tận 24 mắt xem cả. Ui, dựng tâm anh thế này có phải là một cái pha gọi là một cái pha tự giết mình không nhỉ? Khi mà Sky VVDZ có thể là nhảy qua cửa sổ cơ mà. Fear Zasuo đang tiến lại gần hơn nữa. Ui, đây là vị trí của LAV 62 này. Ui, đang có những cái pha giao tranh anh em ơi. Sky VVDZ này. Ui, ai có là người có mạng cho tình huống này anh em ơi. Ui, đang bị sấy sức mạnh này. Không sao cả, vẫn đang còn sống và ok, chia buồn với Sky. Trong khi đó thì LAV đã bị hạ vì bo. Như vậy thì trong cái vật đó này, Kẹo xin chúc mừng bạn Fear Zasuo đã là người chiến thắng nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.